Khát vọng mùa vàng tuần này mời quý khán giả đến Vĩnh Long để tìm hiểu về một giống bưởi mới được anh Lê Vĩnh Thọ trồng và đăng ký cục sở hữu trí tuệ thương hiệu bưởi Tam Hồng miền Tây. Quả bưởi mang một diện mạo mãn nhãn, quả to, ruột hồng và đặc biệt là hương vị ngon ngọt ít hạt. Vốn là một kỹ sư nhưng anh Thọ đã bén duyên với giống bưởi Tam Hồng này như thế nào? Câu chuyện sẽ được anh Thọ chia sẻ trong tập 5 chương trình Khát vọng mùa vàng phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút thứ tư ngày 2 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.